con dưới ơi tiếng sáo gọi ai mà giặt dìu núi cao, tiếng khen gọi mặt trời trai mường gái thai, hái hoa trên đỉnh Pù Luông tiếng khen gọi ánh trăng cho lúa vàng trên ơi phố Đoàn ơi Bản Đôn ơi Son Ba Mười ơi Cô Lung ơi tiếng khen anh đã thắp hồn anh trên đỉnh núi nòng ơi nòng ơi anh qua cành nàng anh sang điền lư diều em men rừng khen say trên nương hát bắp lên mầm hạt bắp ruộng bậc thang lúa xanh mưa cánh đồng sông.
các con phải em cùng với các con phải em cùng với các con phải em cùng với các con phải em đây là đang ở bản leo à? Đấy, uống một cốc rượu là thường nóng cho hẳn một cái gối. Đúng. Một cái đêm. Chính xác. Không thì cái chiếu. Lại về thăm xứ sở buồn hoang quê hương em, trăm thương ngàn nhớ đã khắp bánh ngàn trùng non xanh tiếng thề nai tha thiết tận tình. Em đón anh về thăm vùng đất ban công ruộng bậc thang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, kính thưa với toàn thể các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, lúc thầy các quý cái mến. Và như vậy, hiện nay chú rể và cô dâu, như đoàn đưa đón dâu của hai họ, đang từ trở về tới tư gia của gia đình nhà trai. Và cánh cổng hoa của trung tâm hôn trường cưới gia đình nhà trai chúng tôi cũng đã mở rộng để chào đón xiển diện của đông đảo tất cả quý vị. Và đặc biệt, chào đón xiển diện của chú rể và cô dâu sẽ trở về trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và chính vậy, cho phép chúng tôi xin được thay lời cho gia đình nhà trai, dẫn lời cho chú rể, cô dâu. Xin nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính mời tới tất cả các bậc quý vị. Chúng ta một lần nữa lại cùng thu xếp thời gian vàng ngọc của mình để trở về với gia đình nhà trai yêu quý, trở về với chú rể và cô dâu và cùng tham dự chương trình hạnh phúc và tình yêu trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được thay lời vào ngọc của gia đình nhà trai, đưa lời cho chú rể và cô dâu. Xin được long trọng gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể các bậc quý vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa của chú rể và cô dâu đã trở về có mặt đông đủ tại tư gia hôn trường cưới của gia đình nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay với một lời thăm hỏi ân cần, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể bậc quý vị kính mến, như vậy sau những giây phút chờ đợi hồi hộp của tất cả chúng ta thì chú rể cô dâu cũng như đoàn đưa đón dâu của hai họ đã chính thức trở về tới trung tâm hôn trường cưới của gia đình nhà trai đúng với thời gian vàng ngọc mà hai bên gia đình đã định. Và sự diện của đông đủ tất cả quý vị trong ngày hôm nay đó chính là điều minh chứng cho niềm vui hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Và giờ phút ở đây một lần nữa xin được thay lời vàng ngọc của đôi bạn trẻ tiếp tục trân trọng kính mời tới toàn thể các bậc quý vị, chúng ta cùng tiếp tục ổn định vị trí ngồi hạnh phúc, tiếp tục trao cho nhau với những ánh mắt nụ cười, những tình cảm thân thương và tuyệt vời nhất, cũng như chung vui với những chén trà thơm, những ly rượu nồng để cùng chúc mừng cho con trẻ. Và đặc biệt, xin trân trọng thân ái kính mời tới các bà, các cô nhai những miếng trầu cho đỏ làn môi. Và xin mời các cô, các anh tiếp tục nâng những ly rượu nồng để cùng chúc mừng cho đôi nương trong ngày hôm nay. Thưa với toàn thể các bậc quý vị, toàn thể hôn trường cưới kính mến, đúng là bốn mùa xuân hạ thu đông thì không thay đổi. Xuân về rồi hạ cũng về theo, vẫn liên tục cái tiệc cưới treo nó lại về. Và chúng ta đang sống trong một ngày rất là tuyệt vời, một ngày cao điểm của mùa cưới năm 2024. Trên dãy hình chữ S của quê hương Việt Nam, đâu đâu cũng đang diễn ra với những sự kiện trọng đại, với những cặp đôi đang xây dựng hạnh phúc và tình yêu. Và thưa với toàn thể các bậc quý vị kính mến, phải nói rằng hôm nay là một ngày rất chi là tuyệt vời, một ngày rất ưu ái cho gia đình nhà trai cũng như tất cả quý vị. Thiên thời địa lợi nhân hòa, con người của quê hương thôn Leo Thành Vâng A, xã Thành Lâm đã đẹp, mà con người của Thành Sơn lại càng đẹp hơn. Thưa với toàn thể của bậc quý vị mến, và tiếp tục một lần nữa trân trọng kính mời tới tất cả quý vị tiếp tục chung vui tận những bàn trà hạnh phúc, những vị trí hạnh phúc nhất của mình. Và không để cho toàn thể quý vị phải chờ đợi lâu, giờ phút này đây cho phép ban tổ chức xin trân trọng kính mời Hà Đoài và Vi Hương, đôi bạn trẻ sẽ cùng nắm tay nhau khởi thân đứng dậy để ra mắt toàn thể hôn trường cưới. Trân trọng kính mời. Kính thưa với tất cả quý vị kính mến, và giờ phút ở đây trước sự chứng kiến của tất cả quý vị thì chú rể cô dâu đã đứng dậy thật là cao với nụ cười rạng người trên môi để cảm ơn tới tất cả quý vị đã trở về có mặt đông đủ đông vui tại trung tâm hôn trường cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong giờ phút này. Và thưa với toàn thể quý vị, toàn thể hôn trường cưới kính mến, truyền tình yêu đó là điều hạnh phúc nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người của chúng ta. Đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, trăm sông cùng lội, ngàn đèo cũng qua, dù rằng mưa nắng phong ba, có anh có chị, có ta có mình. Hôm nay đôi bạn trẻ sẽ vẹn chữ tình đắp xây hạnh phúc gia đình từ đây. Và đúng là khen ai thì khéo vẹn chữ dây để đôi bạn trẻ được lồng vào nhau. Mà chuyện tình yêu thì có trầu cau, trăm miệng dặm hỏi, cưới nhau cũng đã chọn được ngày. Thưa toàn thể quý vị kính mến, trải qua với một thời gian tìm hiểu,
tình cảm tình yêu của đôi con trẻ Hà Đoài và Vi Hương cũng đã chính thức chín muồi để cảm thấy rằng cuộc đời này họ không thể thiếu nhau được nữa. Gọi em về thì thưa với gia đình đồng ý cho mình được lấy ta. Anh cũng quay về thưa với bậc mẹ cha, cha mẹ cũng đã quyết định và đồng ý cho ta được lấy mình. Thưa với toàn thể quý vị kính mến, được sự đồng tình nhất trí của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương quê hương hai họ. Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thìn, tức là thứ hai ngày 14 tháng 10 của năm 2024, được chọn là ngày lành tháng tốt nhất để cho họ tác hợp cho đôi bạn trẻ. Và giờ phút hạnh phúc, giờ phút cao điểm đã đến, trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Lễ thành hôn của chú rể Hà Đoài sánh duyên với cô dâu Vi Hương xin mặt phép chính thức được bắt đầu. Vâng, và kính thưa quý vị kính mến, giờ phút này đây cô dâu chú rể tiếp tục sẽ được đứng nguyên vị trí của mình trên trung tâm nhịp cầu sân khấu để gửi tới toàn thể đông đảo các bậc quý vị khách quý, các ông các bà, cô chú anh chị, những người hôm nay đây đã cùng nhau bớt chút thời gian và ngọc quý báu nhất của mình để trở về có mặt đông đủ tại trung tâm hôn nhân cưới của gia đình nhà trai. Với một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, đặc biệt xin cảm ơn các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác cũng đã trở về có mặt đông đủ đông vui, và kính chúc cho các quý ông quý bà luôn luôn sống vui sống khỏe. Chúc các cô dì chú bác làm ăn ngày càng phát lộc phát tài. Chúc cho những trai siêu đẹp trai và những cô gái chân dài có mặt trong ngày hôm nay đây, những người mà chưa có mảnh tình nào sẽ sớm tìm kiếm được nửa hạnh phúc của riêng mình. Và chúng tôi xin được trả lời cho tất cả quý vị, xin gửi lời kính chúc tới chú rể và cô dâu. Chúc đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê, một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc. Và xin mời cô dâu chú rể, 1, 2, 3 hãy có một cú chào thật sâu đi ạ. Một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và giờ phút này một lần nữa xin được trả lời cho đôi con trẻ. Tiếp tục kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta ổn định vị trí ngồi hạnh phúc để cùng nhau chung vui với bàn trà, với những gì tuyệt vời nhất mà bên gia đình nhà trai đã chuẩn bị để dành tặng cho tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và tạm thời xin mời hai em hãy tôi ngồi xuống vị trí hạnh phúc của mình đi ạ. Kính thưa với toàn thể của quý vị kính mến, chuyện tình yêu đó là của muôn đời, hai người cao quý mới duyên thời gặp nhau, thỏa lòng mong ước trước sau, trai tài thì sánh với gái ngoan thảo hiền, đó mới biết là duyên kỳ ngộ, hạnh phúc hôm nay như nghĩa cả cuộc đời. Và được trở về với những niềm vui hạnh phúc cùng với chú rể cô dâu, liên tục cho phép chúng tôi tiếp tục trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng ổn định vị trí ngồi hạnh phúc để một lần nữa cùng hướng mắt về với nhịp cầu sân khấu để được chào đón với những món quà âm nhạc đến từ hai bên gia đình sẽ dành tặng cho chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Thưa với toàn thể các bậc quý vị kính mến, và trở về với tiếng đàn của Minh Tuyền đến từ quê hương thôn Leo cũng như trung tâm tổ chức kiện rạp cưới Yến Đức, trong chúng tôi xin trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của hai bên gia đình. Và trước tiên xin ưu ái kính mời một giọng ca mở đầu đại diện cho bên gia đình nhà trai, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể hội hôn, thì tôi thì cũng là một người đồng nghiệp và người em của chú rể, thì hôm nay trong cái buổi, trong cái ngày trọng đại này của anh chị, thì được phép tôi xin gửi đến anh chị lời chúc trăm năm hạnh phúc và trọn đời yêu thương nhau. Xin gửi đến toàn thể hội hôn ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu. Hát với đời ngày cuối cùng.
để con đi nghe tiếng thương. Lòng anh chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong của anh xoa nhòa anh xanh, đành cầm nín em đau hay tình anh. Mùa xuân đến em mùa đông đến anh lỡ ngơ, ngày xưa đã cho anh hy vọng một mai em thấy nỗi. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày, đừng chỉ nói những lời đầu. Một ca khúc rất ý nghĩa đã được em Minh Hoàng gửi tới chú rể cô dâu cũng như tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Ca khúc rất quen thuộc với tất cả chúng ta được mang tên Mãi Mãi Một Tình Yêu, giống như tình yêu vĩnh cửu mà chú rể Hà Đoài dành cho cô dâu Vi Hương. Xin cảm ơn em rất là nhiều, chúc em luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và hơn nữa hoàn thành tốt công việc mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng và giao phó. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa với toàn thể các bậc quý vị kính mến, lời ca tiếng hát đó là điều đặc biệt nhất mà hôm nay chú rể cô dâu sẽ được đón nhận đến từ bên hai bên họ, gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái. Và người ta có bảo rằng đàn vui thì dạo khúc đường xa, người vui hát khúc câu ca cuộc đời, ngàn năm dẫu có xa vời để cho đôi bạn trẻ được chọn đời ái ân. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe lời ca tiếng hát của bên gia đình nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, theo như quan sát của chúng tôi thì hôm nay bên gia đình nhà gái với những thành phần đặc biệt và chủ chốt nhất, rất nhiều các cô, các chú, anh, các chị, rất nhiều các bạn trẻ đã trở về có mặt đông đủ đông vui. Rất nhiều những cô gái xinh xắn của quê hương thôn Leo đã trở về đây. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau chào đón một dòng ca đến từ quê hương gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Dòng ca Khấu Anh Kiệt đến từ bên gia đình nhà gái. Rất mong toàn thể quý vị dành cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng ạ, kính thưa với toàn thể quý vị, cô chú anh chị cũng như là các bạn trẻ từ xa gần của gia đình nhà trai cũng như nhà gái. Và đặc biệt nữa là bạn bè này thiết nhất của hai anh chị, đó chính là người hạnh phúc nhất trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ nữa tôi xin gửi tới tất cả quý vị của chú anh chị cũng như là hai anh chị một ca khúc được mang tên Giận Mà Thương. Mà thương sao mà ta diệt thể, ôi câu ca nặng
Vâng, xin chân thành cảm ơn lời ca tiếng hát của bạn Kiệt đến từ bên gia đình nhà gái đã gửi chương trình với một ca khúc cũng rất là ý nghĩa, Giận Mà Thương, một bài hát. Có lẽ rằng tất cả chúng ta ở đây khoảng tầm 80% chắc chắn là thuộc bài này. Vâng, kính thưa quý vị, toàn thể trường quý kính mến, đúng là bởi giận rồi cũng lại càng thương thêm. Cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình không thể tránh khỏi có những lúc nắng, lúc mưa, lúc lạnh, lúc nguội, và như vậy bởi giận rồi lại chỉ thêm thương thôi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, toàn thể trường quý kính mến, ban tổ chức tôi mới chợt nhớ ra khi mà ở trên đây nhìn xuống có rất nhiều các bà, các mẹ, các chị, các em gái xinh xắn có mặt trong trung tâm hôn trường cưới của gia đình nhà trai. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị gần đến với 20 tháng 10. Chính vậy nhân đây xin được thay lời cho quý ông, các chú, các anh xin gửi tới vâng ạ, các bà, các mẹ, các chị, các em chuẩn bị chờ đón một ngày lễ thật ý nghĩa, nhiều niềm vui, nhiều điều hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa, xin chúc cho những cô gái xinh xắn chưa có mảnh tình nào sớm sẽ tìm kiếm được nửa hạnh phúc của riêng mình. Và kính thưa quý vị, toàn thể trường cưới kính mến liên tục trở về với niềm vui hạnh phúc, với những điều ngọt ngào cùng với chú rể cô dâu. Chúng ta một lần nữa hãy cùng hướng mắt về với nhịp cầu sân khấu để cùng được chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của chú rể cô dâu. Và một lần nữa xin mời chú rể cô dâu, đôi bạn trẻ sẽ cùng nắm tay nhau để một lần nữa đứng dậy trước toàn thể trường cưới và chuẩn bị trao cho nhau với những điều mà bấy lâu nay vẫn hằng mong chờ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các bậc quý vị, và trải qua với thời gian dài tìm hiểu, yêu thương, gắn kết thì ngày hôm nay đây, chú rể, cô dâu đã chuẩn bị cho nhau với những gì tuyệt vời nhất để trao tặng cho một nửa yêu thương, nửa kia của cuộc đời mình. Và giờ phút ở đây xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng được chứng kiến, đó là chú rể, cô dâu sẽ trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới. Vâng, chú rể để đâu lôi ra đi ạ? Vâng à, chiếc vòng nhẫn cưới đã được chú rể cất rất là cẩn thận. Và xin mời các nhà quay phim, những nhiếp ảnh gia, những bạn trẻ đang sở hữu cho mình với những chiếc điện thoại đời mới nhất, hãy lưu lại giây phút hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các bậc quý vị kính mến, chiếc vòng nhẫn cưới, một vòng tròn không có điểm dừng, nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu trường tồn mãi mãi, đã được đeo vào ngón tay giáp út của chú rể cô dâu, nơi mạch máu con tim luôn chảy xiết để đôi bạn trẻ hòa chung một nhịp đập. Và xin mời cô dâu sẽ đeo lại cho chú rể đi ạ. Vâng à, rất là vừa khít, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Và xin mời đôi bạn trẻ chúng ta có thể giơ tay lên một tí được không ạ, để các nhiếp ảnh ra có thể ghi lại giờ phút hạnh phúc của mình, sát tay vào nhau đi ạ. Vâng ạ, đúng rồi, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Và tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể tiếp tục di chuyển về bên phía tay phải để đến với ba tầng bánh tình yêu. À, trong khi di chuyển, mời cô dâu chú rể chúng ta cố gắng chờ nhau chứ đừng người đi trước người đi sau, không ạ? Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay để cắt từng tầng bánh một, những chiếc bánh màu hồng tượng trưng cho những điều hạnh phúc nhất đang chờ đợi cô dâu chú rể. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng gấp từng tầng bánh một từ dưới lên trên. Kính thưa với tất cả quý vị kính mến, những tầng bánh yêu thương đó thể hiện rằng từ buổi ngày hôm nay trở đi, chú rể cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau thật là chặt để cùng chia ngọt sẻ bùi. Và tầng bánh ở dưới cùng, bánh tình, để cảm ơn tới toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè, bà con lối xóm đã trở về có mặt đông đủ vung vui để minh chứng cho đứa con trẻ trong ngày vui hạnh phúc này. Tầng bánh thứ hai, bánh nghĩa, để cảm ơn đấng sinh thành, người cha người mẹ của hai bên đã sinh thành và nuôi các con lớn khôn để hôm nay đây mới chính thức được cùng nắm tay nhau để giờ mở ra một cánh cửa mới mang tên hôn nhân và hạnh phúc và đỉnh cao của tình yêu. Tầng bánh ở trên cùng, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Vâng, quý vị có thể dành cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật lớn không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời cô dâu chú rể lại cùng nắm tay nhau để trở về với bên phía tay trái đến với tháp bi diệu tình yêu. Có những bước chân di chuyển thật là nhẹ nhàng êm ái của chú rể cô dâu. Kính thưa toàn thể các bậc quý vị kính mến, và hiện nay trước mắt cô dâu chú rể đứng còn tháp bi diệu tình yêu, và chú rể cô dâu sẽ cùng mở ra những chai rượu đặc biệt, những chai rượu quý giá nhất của gia đình nhà trai để cùng nhau dọn lên tháp đi rượu tình yêu. Vâng, xin mời chú rể. Mùa xuân trên đỉnh
Và trước khi mở, xin mời chú rể hãy sốc cực mạnh chai rượu lên ạ. Đúng rồi, làm thêm một tí nữa ạ. Chú rể rất là khẩn trương. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng rót lên tháp ly rượu tình yêu. Kính thưa với toàn thể các bậc quý vị kính mến, tháp ly rượu tình yêu tượng trưng giống như một ngôi nhà to lớn, ở trong đó mang chất chứa bao nhiêu điều hạnh phúc mà chú rể cô dâu sẽ cùng vun vén, vun đắp xây dựng để cho có một cuộc sống được ấm no và hạnh phúc. Và giờ phút ở đây thì màu hồng của rượu cũng như đá khói đang lan tỏa nghi ngút trên trung tâm hội trường cưới. Khung cảnh thật là hạnh phúc, thật là tuyệt vời. Và một lần nữa xin được thay lời cho tất cả quý vị khách quý, các ông, các bà, cô, chú, anh chị, những người đã trở về có mặt ngày hôm nay, liên tục gửi tới chú rể cô dâu với những lời kính chúc tốt đẹp nhất. Và chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn luôn giữ gìn một tình yêu thật là tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc. À vâng ạ, chúng tôi nhìn thấy mặt chú rể rất căng thẳng. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiếp tục đón lên thắm nhiều tình yêu ạ. Và với chai thứ hai này, lưu ý với chú rể cô dâu đó là chúng ta để lại một tí để tí còn chương trình tiếp theo không ạ. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, rượu sâm phanh là một trong những loại rượu rất là đắt đỏ. Và gia đình nhà trai của chúng ta vừa rồi thì cũng phải tốn hết khoảng 2 con trâu đực mới mua được 2 chai rượu này. Vâng, cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Rất tình tứ, rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Nếu như cảm thấy tiểu lượng của mình tốt thì có thể rót đầy đầy lên cũng được, không sao cả đúng không ạ? À, để cho chắc ăn, cô dâu chú rể rót xuống 2 ly của mình trước. Sau mới rót lên trên, rót hết đi ạ, thoải mái vô tư. Những giây phút rất là tuyệt vời, những giây phút mà cô dâu chú rể hằng mong đợi bấy lâu nay. Và xin mời đôi bạn sẽ cùng mỗi người một ly để đứng về chính giữa trung tâm sân khấu, để cho các nhiếp ảnh gia, những nhà quay phim được ghi lại những giây phút thật là tuyệt vời và rõ nét hơn. Vâng, xin mời ạ. Chú rể rất là tình cảm. Vâng ạ, đã cầm ly, nâng ly cho vợ. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ sẽ trở về đây đi ạ. Kính thưa quý vị kính mến, và giờ phút này đây xin mời tất cả quý vị tiếp tục hướng mắt về với chú rể cô dâu để chứng kiến giây phút hạnh phúc tiếp theo, đó là chú rể cô dâu sẽ cùng uống rượu tao bôi. Vâng, xin mời cô dâu thể quay lại với nhau đi ạ. Và đồng nghĩa với việc đó là cùng tiến sát vào nhau một tí nữa đi ạ. Đúng rồi. Và xin mời cô dâu thể hãy nâng ly lên, khoác tay lại với nhau. Vâng, những nhà quay phim, các nhiếp ảnh gia chuẩn bị đi ạ. Chúng tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 để chú rể cô dâu thưởng thức hương vị của rượu tình yêu. Chuẩn bị ạ. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, chắc là 100% rồi. Rất tuyệt vời, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Quý vị ở dưới mà liên tục nổ những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể trực cưới kính mến. Và như vậy vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau được chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của chú rể cô dâu, cùng trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới, kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời, cùng cắt bánh tình yêu, cũng như cùng nhau uống rượu giao bôi. Và liên tục một lần nữa xin kính mời tới tất cả quý vị tiếp tục ổn định vị trí ngồi hạnh phúc của mình, để sau đây chúng ta sẽ được chào đón với sự hiện diện của những thành phần đặc biệt và chủ chốt nhất của hai bên gia đình, sẽ có những món quà yêu thương trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và trước tiên cho phép chúng tôi xin được vinh danh kính mời lên sân khấu là những phần quà đến từ bên gia đình nhà trai. Và món quà đầu tiên không ai khác, đó chính là món quà của cha mẹ chú rể. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin mời cha mẹ của chú rể, hiện nay hai bác đang ngồi đâu ạ? Hãy vui lòng trở về với nhịp cầu sân khấu để chính thức trao món quà thật là ý nghĩa, thật là tuyệt vời cho ngày hôm nay cho hai con của mình. Xin trân trọng kính mời ạ. Thưa toàn thể quý vị, giống như chúng ta đều biết là trong mỗi gia đình của chúng ta thì không ai to bằng cha bằng mẹ.
đúng là tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Không cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng phải yêu mẹ, kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày hôm nay đây, gia đình nhà trai thân yêu của chúng ta rất là vui mừng khi người con trai của cha mẹ đã lớn khôn, đã trưởng thành. Và hôm nay đây đã kiếm về cho cha mẹ với một người con dâu ngoan hiền để cùng gia đình ta vun đắp sao cho gia đình có một cuộc sống được ấm no, được hạnh phúc, cho nhiều hoa thơm cỏ ngọt. Xin thay đời cho cô dâu, cho chú rể, cảm ơn cha mẹ rất chi là nhiều và kính chúc cha mẹ sẽ luôn luôn sống vui, sống khỏe và hưởng phúc cùng các con các cháu. Vâng, xin mời cha mẹ chúng ta sẽ đứng sát vào với hai con để có những bức hình tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị kính mến, và tiếp theo món quà trao tặng cho chú rể cô dâu đó chính là món quà của em gái và em rể. Xin trân trọng kính mời quý vị ở dưới một nữa, chúng ta tiếp tục vui lòng hãy ổn định vị trí ngồi hạnh phúc của mình để tiếp tục chung vui với những gì tuyệt vời nhất mà bên gia đình nhà trai đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng ạ, người em rể đã có một cái ôm rất là tuyệt vời với người bác của mình. Cố gắng mãi, cuối cùng hôm nay bác cũng đã kiếm được bác gái rồi không ạ? Rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị kính mến, mặc dù vẫn biết rằng dạo này giá vàng lên rất là cao, nhưng mà gia đình nhà trai của chúng ta cũng chuẩn bị được rất nhiều những món quà trao tặng cô dâu và chú rể. Và sau món quà của người em gái và người em rể, xin trân trọng mời lên sân khấu là món quà của em trai và em dưa. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, đặc biệt là xin lưu ý với tất cả cô dì chú bác, tức là những người mà có quà cho cô dâu và chú rể, thì khi mà chúng ta lên sân khấu, chúng tôi sẽ đọc một lần là một lượt đâu là hai người. Và để đảm bảo sự công bằng thì khi lên trao quà, một người cho cô dâu, một người cho chú rể, để tránh trường hợp một tí hai đứa tranh nhau được không ạ? Vâng, xin cảm ơn món quà của em trai và em dưa rất là nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều với món quà ý nghĩa của đôi bạn trẻ. Và tiếp theo xin mời món quà của cậu Quê, gia đình cậu Tấm, trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được trả lời cho chú rể và cô dâu, xin chân thành cảm ơn tới món quà của gia đình cậu Quê và cậu Tấm rất là nhiều. Chúc cho gia đình của các cậu, các mợ sẽ luôn nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị kính mến, và một món quà nữa đến từ bên gia đình nhà trai của chúng ta, cho phép chúng tôi sẽ được vinh danh kính mời lên sân khấu, đó là món quà của gia đình chị Hưng. Xin trân trọng mời. Vâng ạ, lần này thì không có đôi cho nên là chị sẽ cho cô dâu không ạ? Chắc chắn rồi, cho cô dâu, chủ tài khoản sẽ chắc ăn hơn không ạ? Thưa với toàn thể quý vị kính mến, và như vậy vừa rồi chúng ta đã được chào đón với sự hiện diện của những người đặc biệt nhất với chú rể cô dâu bên phía gia đình nhà trai, đã có những món quà yêu thương trao tặng cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin cảm ơn những phần quà của gia đình nhà trai chúng ta. Và kính thưa với tất cả quý vị, trong ngày hôm nay đây, mặc dù với một đoạn đường cũng khá là xa, nhưng bên gia đình nhà gái với những thành phần đặc biệt và chủ chốt nhất cũng đã trở về có mặt đông đủ đông vui, là những người đã đưa dâu trở về với gia đình nhà trai chúng ta. Và hơn nữa, bên gia đình nhà gái cũng có rất nhiều những phần quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và cho phép chúng tôi xin mời toàn thể quý vị tiếp tục hướng mắt về với cô dâu chú rể để chào đón với những phần quà của bên gia đình nhà gái. Và xin mời lên sân khấu món quà đầu tiên của bên gia đình nhà gái, đó cũng chính là món quà của cha mẹ cô dâu. Xin được trân trọng kính mời.
Quý thưa toàn thể quý vị kính mến, vào giờ phút ở đây thì đang hiện diện trên trung tâm nhịp cầu sân khấu, đó chính là đấng sinh thành cha mẹ của cô dâu đã trở về và có những món quà thật là ý nghĩa để trao tặng cho hai con trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Kính thưa với toàn thể quý vị kính mến, đúng là có cha có mẹ thì mới có mình, có cha có mẹ sánh tình đôi ta. Và hôm nay đây, cha mẹ của cô dâu cũng rất là vui mừng khi mà người con gái thân yêu của cha mẹ đã tìm cho mình một bến đỗ. Và chắc chắn rồi, người con gái của cha mẹ xin được hứa với cha mẹ của hai bên gia đình rằng các con sẽ luôn luôn kề vai sát cánh để cùng nhau vượt qua những chông gai, những khó khăn của cuộc đời để có được một cuộc sống thật là hạnh phúc. Và xin mời toàn thể quý vị, đặc biệt là gia đình nhà trai chúng ta, hãy dành cho cha mẹ cô dâu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một nữa xin cảm ơn cha mẹ rất chi là nhiều. Chúc cha mẹ sẽ luôn dồi dào sức khỏe. Và tiếp theo xin mời món quà của chị gái và em trai cô dâu. Xin trân trọng, kính mời. Một lần nữa cho phép ban tổ chức tiếp tục thay lời cho chú rể và cô dâu. Chân thành cảm ơn món quà của người chị gái, người em trai của cô dâu rất chi là nhiều. Quý thưa quý vị, những món quà thay lời muốn nói của những người yêu thương nhất của cô dâu chú rể để gửi tới cho bạn trẻ chúng ta với điều mong muốn lớn nhất, đó chính là chúc cho chú rể và cô dâu sẽ luôn luôn sống một cuộc sống thật là hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn chị, cảm ơn em trai rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình chị Ngân và gia đình Thẩm Hà. Xin trân trọng, kính mời. Vâng ạ, xin mời món quà của gia đình em Đức Quế lên luôn đây ạ. Một lần nữa xin thay lời cho gia đình nhà trai chân thành cảm ơn rất là nhiều với những phần quà rất tuyệt vời, những phần quà đặc biệt và rất ý nghĩa của bên gia đình nhà gái đã trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều với những phần quà của gia đình chị Ngân, gia đình chị Thẩm Hà, gia đình em Đức Quế. Vâng, xin phần phép hỏi quý vị có ai mà có quà mà vẫn chưa đăng ký không ạ? Nếu như mà giờ phút ở đây chưa kịp trao thì có thể một tí nữa trao cho MC cũng được. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị toàn thể hội trường cưới kính mến, và như vậy vừa rồi với một chuỗi thời gian rất là dài, chúng ta đã được chào đón với sự hiện diện của những thành phần đặc biệt và chủ chốt nhất của hai bên gia đình có những món quà đầy ý nghĩa để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và đó là tất cả những gì mà hai bên gia đình luôn luôn muốn dành tặng cho đứa con trẻ của chúng ta. Và trong ngày hôm nay, với sự hiện diện của đông đảo các cụ, các ông, các bà, quan viên hay họ, các bậc quý vị khách quý, chúng tôi rất muốn toàn thể quý vị một lần nữa hãy dành tặng cho đứa con trẻ của chúng ta với một món quà to lớn hơn, ý nghĩa hơn, đặc biệt hơn. Đó là một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đấy ạ. Xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể hội trường cưới kính mến, và như vậy từ buổi ngày hôm nay trở đi, gia đình ngày họ đã có thêm những thành viên mới. Gia đình nhà trai thì đón dâu hiền, gia đình nhà gái có chàng dễ thảo, trai trung chính, gái chính chuyên, trai đảm việc nước, gái đảm việc nhà, trai thương vợ thì hăng say công tác, gái thương chồng phải trung hậu đảm đang. Thưa với toàn thể quý vị, toàn thể hội trường cưới kính mến, cuộc vui thì còn rất là dài, nhưng công việc của chú rể cô dâu cũng như gia đình nhà trai còn đang mong chờ. Cuộc vui còn dài, nhưng giờ phút đón khách của đôi bạn trẻ có lẽ cũng đã đến rồi. Và chính vì vậy, không biết nói gì hơn nữa, một lần nữa thay lời cho gia đình nhà trai, đỡ lời chú rể cô dâu, xin thay lời cho đôi bạn trẻ gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, đặc biệt là quan viên họ đã trở về có mặt đông đủ đông vui tại tư gia của gia đình nhà trai chúng tôi tham dự chương trình hạnh phúc và tình yêu trong ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị sẽ có một ngày tràn ngập những niềm vui cùng với đôi bạn trẻ, và liên tục kính chúc cho chú rể cô dâu của chúng ta trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin được từ từ khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn.